Này Ian Bian, tôi xin lỗi. Đã hết giờ làm việc, mời các anh nhanh chóng rời đi. Tôi đếm đến 3. 1. Cảnh cáo lần thứ nhất. 2. Cảnh cáo lần thứ hai. 3. Ngồi xuống cho tao thằng khốn kia. Minji, đóng cửa lại. Thằng khốn, đi chết đi. Tao đếch tin đấy. Làm người sát phạt quyết đoán. Làm việc sấm rền gió cuốn. Kim San U là tay chân thân cận của ông Trùng Cang. Giải quyết mấy tên khốn đến làm loạn trước nay chưa bao giờ mềm lòng nương tay. Kim San U được ông chủ giao phó trọng trách. Là một đại tướng của băng xã hội đen phía bắc thành phố. So với Moon Suk nóng nảy bộp chộp, ông Trùng Cang và San U lại trông vô cùng lịch lãm. Hơn nữa so về năng lực làm việc, ông Trùng Cang càng nghiêng về San U lưu loát dứt khoát hơn. Cho nên ông Trùng Cang càng tin tưởng San U, đến chuyện riêng của mình cũng giao cho San U xử lý. Ông Trùng Cang bảo anh giúp mình điều tra xem, tình nhân gần đây của mình có phải có dây dưa ở bên ngoài không? Nếu như phát hiện thật sự có chuyện đó, ông Trùng Cang bảo San U tự xem xét và quyết định. Dù sao thì chuyện mà ông Trùng Cang không thể nhịn được nhất chính là phản bội. Thế nhưng điều khiến San U không ngờ là, hóa ra đám người mà mình dạy dỗ tối đó lại là tay chân của Baek Dae-sik. Baek Dae-sik là con trai của ông Trùng đối thủ. Đương nhiên sẽ nuốt không trôi cục tức này, muốn tìm San U yêu cầu một lời giải thích. Không ngờ lại bị San U trực tiếp cúp máy. Đường dây điện thoại còn bất ngờ đứt ra. Nhìn thằng ngu vẫn đang cười hề hề, Baek Dae-sik càng tức giận hơn. Mày cười giống y như thằng đần vậy. Đây chính là nguyên nhân mày bị đánh đúng không? Đúng không? Thằng ngu, nhìn tao này, nhìn tao, ngẩng đầu lên. Còn cười à thằng ngu này, cười này, nào, cười cho đã đi. Cười cái thằng ngu nhà mày, đáng chết, xử lý thuộc hạ không nên hồn. Baek Dae-sik trước nay chưa từng nương tay. Có điều đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Là nhị đương gia của bang xã hội đen phía nam thành phố. Hắn thực sự khó mà nuốt trôi cục tức này. Thế nên hắn đến tìm Moon Suk của bang ông Trùng Cang, hy vọng anh ta có thể cho mình một lời giải thích. Vì thế Moon Suk muốn làm người hòa giải, gọi San U đến, lấy lý do nước lớn cuốn trôi đền Long Vương, người một nhà không nhận ra người một nhà để hòa giải. Nhưng San U không những không xin lỗi, mà còn cảm thấy mình chỉ đang làm việc theo quy định, không có chỗ nào không thỏa đáng cả. Sau đó cảnh cáo Baek Dae-sik, đừng để thuộc hạ của hắn đến đây gây sự nữa, nếu không lần sau không đơn giản là bị thương như vậy đâu. Dựa vào việc mình là tâm phúc của ông Trùng Cang, San U không cho Moon Suk chút mặt mũi nào. San U kiêu ngạo, khinh thường rời đi. Mà Baek Dae-sik đang ngồi bên cạnh cứ tọa sơn quan hổ đấu như vậy, nhưng cũng âm thầm nhẫn nhịn vô ích. San U vênh váo hung hăng như vậy, vẫn luôn cảm thấy với thực lực hùng hậu của bang phái mình, hoàn toàn không cần phải để ý đến đám tép riêu này. Cho dù bản thân gặp phải mấy kẻ gây rối, nguyên tắc của bản thân là nhịn được thì nhịn, nhưng gặp phải đám côn đồ được voi đòi hai bà trưng, thì phải cho chúng biết mặt. Dù sao thì vừa nãy Moon Suk chút giận lên người anh cũng phải tìm người phát tiết mới được. Cũng để cho đám côn đồ tép riêu này hiểu rằng, cái gì gọi là không được sờ mông hổ. Chú gì ơi, muốn ăn đòn à? Nhưng San U vừa dùng cách lấy đức phục nhân giải quyết xong một đám côn đồ tép riêu, lại cảm thấy kỳ lạ. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên giang hồ, anh đoán rằng có người đang lặng lẽ quan sát anh. Thế nên anh lấy hàng ra, gầm lên bảo đối phương cút ra ngoài. Nếu đã không che giấu được thì đối phương cũng không giấu giếm giếm nữa. Người đàn ông trực tiếp nói rõ thân phận với San U. Anh ta là thuộc hạ của Baek Dae-sik. Anh ta cảnh cáo San U, chỉ cần anh nói câu tôi sai rồi trước mặt đại ca Baek Dae-sik, chuyện này có thể bỏ qua. Nhưng nếu như không làm, hậu quả tự chịu. Đừng có hòng, mau cút đi cái thằng ngu này. Đối mặt với San U không chịu phục tùng, anh ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu mình đã chân thành khuyên đối phương rồi, mà đối phương vẫn rượu mời không uống, uống rượu phạt, vậy thì sau này xảy ra chuyện gì đừng trách anh ta. Mà San U dựa vào việc mình là trụ cột của bang phái, cũng là người ông Trùng Cang tin tưởng nhất, cho nên không ai dám động đến anh. Nhưng anh không ngờ rằng ông Trùng Cang lại về trước thời hạn. Hơn nữa San U có thế nào cũng không ngờ rằng mình sẽ vì quyết định sai một chuyện mà bị ông Trùng Cang vứt bỏ, rơi xuống vực thẳm. Đợi đến khi San U tỉnh lại thì đã bị treo trên không trung, mình đầy thương tích. San U lúc này vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với cái gì. Ôi trưởng phòng Kim, ôi chao, trưởng phòng Kim của bang ông Trùng Cang. Dáng vẻ cậu bây giờ là sao đây? Mày biết mày đang làm gì không? Ôi chao, làm kiểu gì đấy? Mày lãng phí thời gian làm gì? Moi ruột nó ra là được rồi. San U chốt đến nơi rồi vẫn rất tự tin cho rằng Baek Dae-sik không dám ra tay với anh. Dù sao anh cũng là trợ thủ đắc lực của ông Trùng Cang. Nhưng sau khi nhìn thấy đối phương cầm vũ khí rớt người sắc bén ra, khí thế rớt trâu mổ bò mạnh mẽ như vậy, San U mới ý thức được nguy hiểm. Tên khốn Baek Dae-sik này làm thật. Mình thật sự sẽ sống sờ sờ bị bọn chúng mở toang bụng. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ như vậy, nỗi sợ hãi lập tức xông lên não. San U vẫn luôn kiêu ngạo không ai bằng cũng không nhịn được mà nôn ra nước mật vàng. Trưởng phòng Kim tự cao tự đại làm sao vậy? Ừ, cười lên, chuyên nghiệp lên có được không? So về thực lực bang phái thì Baek Dae-sik không dám ra tay với anh. Nhưng hắn ta bây giờ lại không hề sợ hãi. Rõ ràng là đã có dự tính. Đến lúc chuông điện thoại vang lên,
Bách Đê Xích vốn muốn mổ bụng Morgan San U, quay qua chói Go Anh lại, sau đó đưa đến điểm đến cuối cùng của anh. San U không hiểu gì cả, còn tưởng là do áp lực của bang phái, nên Bách Đê Xích mới chọn tha cho mình. Đến khi anh tháo mũ trùm đầu ra, nhìn thấy những người quen thuộc trước mắt mới biết là ông Trùm Cang đích thân đến. Nhìn vẻ mặt của ông Trùm Cang, San U đoán ông Trùm Cang đã biết tất cả. Vì sao lại làm như vậy? Vì sao không gọi điện báo cáo với tôi? Chuyện này không giống cậu. Đối mặt với sự chất vấn của ông Trùm Cang, San U không thể trả lời. Bởi vì anh biết rõ chuyện này là mình đã làm sai. Hóa ra từ sau khi ông Trùm Cang sắp xếp anh đi theo dõi nhân tình, trong thời gian chậm rãi tiếp xúc, San U không nhịn được mà thích người phụ nữ của ông Trùm Cang. Nhưng anh biết đây là giới hạn không thể vượt qua, cho nên vẫn luôn giữ khoảng cách. Nhưng chuyện anh không muốn xảy ra nhất vẫn xảy ra. Một tối, anh đã bắt được nhân tình của cô. Là người phụ nữ của ông Trùm Cang mà lại làm ra chuyện như vậy. San U vẫn luôn sắp phạt quyết đoán vốn muốn giải quyết tên nó. Nhưng dưới sự cầu xin 5 lần 7 lượt của người phụ nữ mình yêu, San U nhất thời mềm lòng đã lựa chọn tha cho đôi cẩu nam nữ đó. Nhưng sau chuyện đó, cô ta lại chán ghét anh. Chuyện nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì này. Anh vẫn luôn do dự xem có nên nói cho ông Trùm Cang không. Tuy ông Trùm Cang bảo anh xem mà làm, nhưng kết quả cuối cùng chính là anh không nói với ông Trùm Cang. Ông Trùm Cang biết chuyện thì đến hỏi tội. Có điều anh không thể ngờ rằng, anh vì bang phái và đại ca làm ra nhiều chuyện đẹp đẽ như vậy. Chỉ vì anh quyết định sai một chuyện, đại ca đã muốn vứt bỏ anh. Cho dù là nể tình không có công lao cũng có khổ lao, đại ca lại đầu cũng không ngoảnh lại rời đi, giao mình cho Mun Suk. San U bây giờ cũng đã hiểu ra vì sao Bách Đê Xích dám đối phó với anh không chút lo sợ như vậy. Thả tôi ra, anh không thể như vậy được. Này anh Mun Suk, này anh Mun Suk, anh không thể đối xử với tôi như vậy được. Giữ chặt lấy. Đối với cách làm vô tình này của ông Trùm Cang, San U thật sự đau đứt ruột đứt gan. Mà Mun Suk đắc ý đúng lúc mượn cơ hội này để thêm dầu vào lửa. Có điều ông Trùm Cang vẫn muốn xác nhận lại lần nữa. San U rốt cuộc có ý thức được lỗi sai hay không? Nhưng kết quả nhận được cuối cùng lại không như mình mong muốn. Nếu đã như vậy thì thằng danh kiêu ngạo này vốn đã đắc tội với ông Trùm Bách, từ đó làm ảnh hưởng đến đoàn kết, bây giờ còn không trung thành với mình. Ông Trùm Cang cho rằng đó chính là phản bội một cách trần trụi. Cho nên một lần bất trung, cả đời không dùng được. Một thử thách đơn giản đã đẩy San U xuống vực sâu. Để nắm bắt được cơ hội này, Mun Suk nghĩ hết tất cả mọi cách để giày vò San U. Đến cả cách chôn sống dùng cho bên đối lập và kẻ thù, anh ta cũng không hề do dự dùng để đối phó anh em trong bang. Xem ra đào vẫn còn nông quá. Hổ không bắt nạt chó nhà có tang, mưa rơi không làm ướt kẻ đau lòng. Nhưng những thứ đạo đức này với Mun Suk ghi thù mà nói thì chẳng là cái thá gì. Anh ta muốn đánh chó nhà có tang thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn ức hiếp San U từng cho mình là đúng một phen. Nhưng càng như vậy, San U càng không chịu khuất phục. Bản thân cũng dựa vào thủ đoạn đê hèn để sống, tuyệt đối sẽ không ngồi im chờ chết. San U dùng tất cả sức lực còn sót lại của mình đột phá vòng vây của đám người. Anh nhân cơ hội cướp đi một con xe, sau đó đạp thật mạnh chân ga, nhanh chóng lao ra ngoài thoát khỏi vòng vây. Này, đừng đào nữa, người chạy rồi. San U rơi vào đường cùng, muốn sống thì đương nhiên phải trả thù. Anh tận tâm tận lực phục vụ cho bang phái mười mấy năm, nhưng đến một cơ hội tự mình quyết định cũng không có. Anh hận ông Trùm Cang vô tình vô nghĩa và những kẻ đợi xem trò cười của anh. Thế nên anh đến cửa hàng vũ khí ngầm để mua súng, mượn tên trước kia của bang phái đến mua vũ khí. Tiệm vũ khí nhiệt tình hiếu khách nhìn thấy là bang của ông Trùm Cang đại danh đỉnh đỉnh, đương nhiên sẽ là một vụ buôn bán lớn. Thế nên trong thời gian xác minh chuyện này, San U nhàm chán chơi lắp ráp súng. Khi hai người đang chơi rất hăng say, bên ông Trùm Cang trả lời điện thoại. Alo, alo, à anh Cang à, cái gì? Hai bên đã ý thức được điều không đúng, vội vàng lắp khẩu súng giành được. Thằng em đứng bên vẻ mặt ngây ra tưởng hai người đang thi với nhau. Đúng là chứng minh cho câu nói, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Thuộc hạ của tay bán súng đúng là lũ chậm chạp, nhưng thông minh chút thì sẽ không đến nỗi bị một tân thủ như San U tiên hạ thủ vi cường. San U bẩm sinh thông minh, nhanh chóng học được cách lắp súng. Trước kia anh từng chơi qua súng nên bắn súng đương nhiên không thành vấn đề. Say rồi à? Cần giúp không? Sau khi cưỡng ép tiêu diệt cửa hàng buôn vũ khí, San U coi như đã cướp súng thành công. Bây giờ anh võ trang đến tận răng phải tìm mục tiêu báo thủ. Người đầu tiên chính là tên muốn mổ bụng anh. Sau khi ép hỏi tên đó về tung tích của Bách Đê Xích, rồi dạy dỗ anh ta một trận thì tha cho anh ta một con đường sống. Dù sao cũng đều là kẻ làm việc dưới quyền đại ca, cho nên anh hiểu họ không làm gì khác được. Nhưng anh không biết rằng đại ca của mình đang gặp gỡ với đám người bang Bách và hạ lệnh giang hồ truy sát San U với những người đang ngồi ở đây. Không biết cậu ta đã xảy ra vấn đề ở đâu. Cậu ta không thừa nhận là cậu ta sai, còn nói cậu ta không làm sai chuyện gì cả. Có lẽ là cậu ta đúng, nhưng như vậy thì là tôi sai rồi. Nhưng tôi là đại ca, tổ chức cho phép tôi sai sao? Người khác cho phép tôi sai sao? Nếu như ông chủ nói cậu sai rồi thì cậu đã làm sai rồi. Cho dù chuyện cậu làm là đúng, đạo lý dễ hiểu như vậy. Nếu không hiểu thì chẳng có tác dụng gì. Đối mặt với đại ca bá đạo như vậy đúng là cạnh vua như cạnh hổ.
Săn U rơi xuống bước đường này cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng báo thủ của anh sẽ không dừng lại. Mục tiêu tiếp theo của anh chính là Bách Đê Xích hành hạ anh cả nửa ngày trời. Nhìn thấy Săn U hùng hùng hổ hổ, Bách Đê Xích gian xảo giả vờ vô tội, bày tỏ chuyện này đều là do đại ca Săn U sắp xếp. Chẳng qua mình chỉ thuận nước đẩy thuyền, vừa hay báo thủ mà thôi, hiểu lầm thôi. Nên nói thế nào đây? Giải thích với anh thế này đi. Giải thích như này có được không? Đáng chết, dọa chết bố mày rồi. Bách Đê Xích khẩu Phật tâm xà khiến Săn U trở tay không kịp. Săn U đột nhiên bị đánh trả, thực sự đã đánh giá quá thấp con hồ ly xảo quyệt Bách Đê Xích. Càng đáng ghét hơn là Bách Đê Xích còn dương dương tự đắc, không ngừng chế giễu Săn U, lại quên mất đối phương có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không thiếu bất ngờ. A à, đừng đừng đừng, có gì từ từ nói. Trong chớp mắt, Săn U tay cầm vũ khí, đã khiến tên khốn Bách Đê Xích thích dùng dao đâm khóc kêu cha gọi mẹ. Bình thường đối phó với loại người này thì không cần phải thủ hạ lưu tình với hắn làm gì, coi như mày giỏi. Sau khi giải quyết Bách Đê Xích, nơi tiếp theo mà Săn U muốn đi, đương nhiên là nơi mà anh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Từ khoảnh khắc đại ca vứt bỏ anh trở đi, cuộc sống ngọt ngào của Săn U đã kết thúc. Anh lòng đầy lửa giận, bây giờ chỉ còn lại chấp niệm báo thù. Mà Moon Xúc thích chế giễu anh, đương nhiên là một trong những mục tiêu anh muốn rớt mà không chút do dự. Ai đó, Săn U giải quyết Moon Xúc xong thì ngay lập tức đến chỗ ông Trùng Cang. Chỉ cần có người dám ngăn cản anh sẽ người cản rớt người, Phật cản rớt Phật. Thế nhưng Săn U sẽ lại vì bản thân mềm lòng mà tạo thành rất nhiều phiền phức. Tuy đã tha cho tên muốn mổ bụng anh một mạng, nhưng anh ta trọng tình nghĩa, nhất định sẽ báo thù cho đại ca. Bây giờ không chỉ là thuộc hạ của Bách Đê Xích tụ tập, mà đến đồng bọn của tay buôn súng. Sau khi nhìn thấy anh em chết thảm thì nhất định sẽ đến đòi lại công bằng. Cho nên Săn U đánh thẳng vào sào huyệt địch, vẫn không biết mình sắp đối mặt với nguy hiểm. Với anh mà nói, trước mắt, chuyện quan trọng nhất là bây giờ đến lượt anh hỏi ngược lại đại ca. Vì sao lại đối xử với mình như vậy? Mày, đến thật à? Săn U cũng không nghe được một câu trả lời thỏa đáng. Nếu tất cả đều thích hỏi một đằng trả lời một nẻo như vậy, vậy thì chi bằng dứt khoát cho xong. Đến lúc sắp chết, ông Trùng Cang cũng không ngờ rằng con chó mình nuôi bao nhiêu năm lại học được cách quyết tuyệt giống mình như vậy. Quả nhiên là người phải tàn nhẫn mới đứng vững được. Với người lăn lộn xã hội đen mà nói, một khi có tư tưởng khoan dung và mềm lòng nương tay, thì thần chết đã vẫy tay với bạn rồi. Cho nên anh cũng nhanh chóng cảm nhận được cái gì gọi là người ác không nói nhiều. Đám thuộc hạ Bách Đê Xích hừng hực khí thế lao đến, nhưng anh ta rõ ràng bị cận lại nhất quyết muốn nổ phát súng đầu tiên. Phát súng này đương nhiên đã chứng minh kính của anh ta không phù hợp, chỉ sượt qua khiến Săn U choáng váng mà thôi. Hãy đối xử với người khác như cách họ đối xử với mình. Chiêu này rất nhanh đã được chứng minh. Săn U lập tức đánh trả, đánh đến mức đối phương đều tưởng anh là một âm hồn bất tử. Đám bang Bách Đê Xích còn chưa hết khiếp vía, không tin dùng hỏa lực mạnh áp chế lại không xử được người đó. Thế nên hai người thay phiên nhau bắn vào nơi ẩn náu của Săn U. Mà Săn U đã quyết tâm chắc chắn phải chết, đương nhiên phải lợi dụng nơi quen thuộc này để giải quyết mấy kẻ xâm nhập đó. Dù sao sau khi giải quyết đại ca, địa bàn của bố mày làm chủ. Thấy vậy, đối phương hình thành thế bao vây, dần tiếp cận quầy ba Săn U ẩn náu. Bọn họ không tin rằng ba người song kiếm hợp bích lại không làm gì được Săn U. Có điều bọn họ không ngờ tới là trong túi của Săn U vẫn còn hàng. Dù sao thì người ta đã bưng cả kho vũ khí nhỏ, thân là kẻ ngoài vòng pháp luật thì đâu còn sợ mấy thứ này. Nhìn thấy cảnh tượng này, tóc dài trốn ở bên cạnh lập tức nổ súng. Nhưng không ngờ Săn U hoàn toàn không sợ khẩu AK hai tay của hắn. So với khẩu tiểu liên một tay của anh mà nói, đối phương không tàn nhẫn được như anh. Sau khi khiến Săn U bị thương nặng, hắn nhìn băng đạn trống không của mình, thực sự vô cùng sợ hãi, vì hắn không muốn đánh mất cái mạng nhỏ của mình trong trận chiến này. Cho nên nhân lúc Săn U không thể động đậy, hắn lựa chọn bỏ chạy. Nhưng hắn không ngờ rằng vẫn còn một kẻ thù đáng sợ đang nhanh chóng áp sát. Không ngờ, kẻ chiến thắng cuối cùng lại là đồng bọn của tên buôn vũ khí đến muộn một bước. Quả nhiên là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhìn Săn U thoi thóp hơi tàn, hắn quyết định cho anh chết dứt khoát. Săn U sống hơn nửa đời người, đến lúc chết mới hiểu ra, hóa ra theo đuổi cái gọi là tiền tài địa vị hoàn toàn không phải thứ mà anh cần, mà theo đuổi người hoặc vật mà bản thân yêu thích, có lẽ mới là cuộc sống ngọt ngào chân chính mà anh theo đuổi.